Ở đây chúng từ khi mà Pháp Hòa sang Canada năm 1986 để đi xuất gia, vài năm sau đó khi Pháp Hòa 15 tuổi, kể từ khi đi xuất gia thì phần lớn thì lại có cơ duyên sinh hoạt phần nhiều với các chùa, ít có cơ hội về sinh hoạt với các tịnh xá. Nhưng mà thật sự thì hồi nhỏ cái nơi mà Pháp Hòa quy y đầu tiên nhất là ở một ngôi tịnh xá ở Cần Thơ. Và tịnh xá đó tên là tịnh xá Ngọc Thuận. Mà Pháp Hòa nhớ cái ngày đầu tiên Pháp Hòa đến chùa, đó là vào cái dịp rằm tháng giêng, mà lúc đó mới có 7 tuổi thôi. Vì ham thích đi chùa mới năn nỉ một người hàng xóm dẫn đi. Thì bà cụ này mới dẫn mình qua, đi qua cái ghe, tại vì tịnh xá Ngọc Thuận ở bên xóm chài, phải đi ghe qua xuồng ba lá. Đi qua tới bên đó thì cái ngày đầu tiên bước vô tịnh xá thì Pháp Hòa gặp quý quý vị Phật tử. Và ngày xưa thì tịnh xá là tất cả Phật tử mặc áo trắng hết, mặc áo áo giới màu trắng hết. Và nhìn bên chú này, ô chú này thiện kia, rồi nhìn các cô thì ngọc này ngọc nọ, tên nào cũng đẹp hết. Mình đâu có, mình lúc đó mình đâu có tên đẹp, mà mình cũng chẳng biết cái đó gọi là pháp danh. Chạy thẳng tới thầy trụ trì: sư ơi sư, con cũng muốn có tên đẹp. Thế là sư nghe như vậy thì sư dẫn vô, sư biểu con quỳ xuống con lại Phật đi, lại Phật sư quy y cho. Nói vậy thôi cái sư mới cho mình pháp danh là Huệ Tài. Tại vì bên tịnh xá là còn nhỏ là chữ Huệ, đến khi nào lớn mới đổi chữ Thiện. Không biết bà nhớ vậy có đúng không thôi. Thì cho pháp danh là Huệ Tài. Sư cho Pháp Hòa cái lồng phái nhỏ nhỏ cỡ này, thì ở bên cạnh có cái hình Phật Thích Ca, ở dưới này một bài thơ, và trong bài thơ đó điền cái pháp danh mình vô thôi. Thì Pháp Hòa cầm cái bài thơ đó lên, là Pháp Hòa đọc xong cái Hòa thuộc cái bài thơ đó luôn. Đọc một lần thôi: đáng khen Huệ Tài trí minh quang, đáng khen Huệ Tài trí minh quang, giữ giới quy y được vẹn toàn, ngũ giới cấm gìn theo nẻo chánh, tam quy trao luyện dứt mê tà, trì trai niệm Phật trọn duyên phước, bố thí tu hành khỏi đọa xa. Nay gặp đạo lành mau trở gót, nương về tam bảo thật nhà ta. Đó là cái bài bài thơ mà hồi nhỏ mình được quy y trong tịnh xá rồi được cái pháp danh như vậy. Quy y thôi. Và sau khi quy y thì mới nói với sư: sư ơi, bây giờ con muốn thờ Phật nhưng mà trả giá đàng hoàng. Con muốn Phật Thích Ca, con muốn Phật Di Lặc, con muốn Phật Di Đà, con muốn Quan Âm Bồ Tát. Nói bốn tên luôn. Cái thì thật sự ra là nếu bây giờ con nít 7 tuổi nó tới nó xin, mình cũng chưa chắc mình dám cho, là vì mình sợ nó đem về nó bỏ bậy tội chết. Nhưng mà tội nghiệp sư cũng đi kiếm cho bốn cái hình. Rồi kể từ hôm đó là phát nguyện ăn chay mỗi tháng 10 ngày. Mà có ai biểu gì đâu. Hỏi là họ đi điều tra, hồi nhỏ là làm bà tám sớm lắm. Là đi điều tra mấy cô Phật tử trong đó coi mỗi vị ăn chay mấy ngày. Thì cuối cùng mới nghe quý vị kể là mỗi người ăn chay mỗi tháng 10 ngày. Mà theo cái lệ tịnh xá là mỗi tháng có 4 ngày cúng hội, 30 rằm mùng 8 23. Thì 4 ngày cúng hội đó thì mình đi qua chùa. Mà lúc đó sư cụ thương lắm. Mỗi một lần mà tới tịnh xá là chuyện đầu tiên á là lên lễ Quan Âm Bồ Tát ở Lộ Thiên. Cái tượng thấp thấp thôi, bước lên cái bệ về là cái tượng. Ở chùa, ở tịnh xá có cái ao súng. Mà mỗi lần Pháp Hòa tới là Pháp Hòa sẽ đi kiếm một tấm vải, đi xuống cái ao súng nhúng nước á, rồi leo lên trên đó lao cái tượng Quan Âm.
mà mình lao tượng Quan Âm mà trong lòng mình cảm tưởng như mình đang lao cho mẹ của mình vậy đó. Mà trong đầu ngói nói vậy nè: mẹ ơi, mẹ nhớ phù hộ con thông minh nha. Mà lúc mà là lau cái tượng là chỉ trong đầu chỉ nghĩ một chuyện đó thôi, mà cứ gọi Đức Quan Âm bằng mẹ ngọt ngào vậy đó: mẹ nhớ phù hộ cho con thông minh tu giỏi nha. Mà cứ nói như vậy thôi. Thế thì mỗi một tháng 4 ngày cúng hồi á, thì đi ra chợ mua một cây bánh in. Hồi đó bánh in còn rẻ lắm, cây chừng đồng à. Mà hễ ngày nào mà đi tịnh xá mà cúng là nhịn ăn, tại vì có nhịn ăn mới đủ tiền. Một đồng qua đò, một đồng đi về, và còn 2 đồng mua bánh in. Mua bánh in cúng Quan Âm và đi đò qua chùa. Tới tịnh xá thì là lễ Phật xong rồi, lao tượng Quan Âm rồi, thì sư cụ đưa cho cái lồng đi hái ổi ăn. Ở bên cạnh phòng sư cụ có một cây ổi mà cái ruột nó màu đỏ đó, không biết kêu ổi gì, ổi xá lị hay ổi gì không biết, nhưng mà cái ruột nó đỏ mà nó thơm, nó ngon lắm. Cứ mỗi một lần, và quý vị biết trong đất tịnh xá đó không có tráng xi măng gì đâu, đất ở trong vườn trong ruộng mà, cho nên là ngò gai nó mọc hoang nhiều lắm, ngò gai với lại rau má. Mà cứ mỗi lần mà đi chùa về đó, đi tịnh sáng cúng hội ngày đó là chiều phải đi về, thì trước khi đi về là ra nhổ rau má với lại ngò gai để chiều về luộc ăn chay tiếp. Tại vì mình đi về thì đâu có đồ ăn chay, thì mới lượm mấy cái rau ở ngoài vườn đó về rồi luộc để chiều nay trọn một ngày chay. Tịnh xá có một cái quyển nghi thức tụng niệm. Hồi nhỏ là Pháp Hòa thuộc lòng của nghi thức tụng niệm đó, không cần cầm bổn. Khói hương xông thấu mấy tầng xanh, rốt ráo tâm con bổn nguyện lành. Trên khói hương này xin Phật ngự, chứng minh đệ tử tất lòng thành, tụng ro ro. Mà đi tụng như vậy mà thuộc luôn kinh Di Đà: Như Lai ứng trước cơ thuyết pháp, ta hằng nghe lời tạc như vậy, thuộc vậy đó. Cho nên mỗi lần mà đi tụng đám là thích lắm. Thích đi tụng đám ma, không phải là tại vì thương xót ai, từ bi ai, mà thích nổ. Đi nguyên một đoàn tụng kinh đám tang mà có mình nhỏ nhất à, đứng là tới đầu gối người ta thôi mà tiếng mình bự nhất. Mà hồi nhỏ thích đi kinh hành niệm Phật lắm. Biết tại sao không? Tại vì đi kinh hành niệm Phật thì mình mới có cơ hội khoe mình. Mình đứng chỗ đâu ai thấy đâu, mà nhờ đi kinh hành niệm Phật vòng vòng vậy, cái mấy người người ta đứng tụng nắm tan, người ta nhìn ra khen: cha thằng nhỏ nào dễ thương quá ha, thằng nhỏ nào giỏi quá, nghe vậy là khoái lắm. Cho nên từ nhỏ là biết nổ rồi. Thưa đại chúng, Pháp Hòa kể như vậy á là để cho tất cả chúng ta biết rằng tất cả chúng ta đang ngồi đây, ai cũng đều có thiện duyên hết. Mà nhà Phật gọi là thiện căn bồ đề. Bồ đề là giác ngộ. Thiện căn là gì? Là cái rễ tốt, cái rễ lành, rễ thiện. Nhưng mà ngược lại có những người, ví dụ từ nhỏ tới lớn nó không biểu lộ những đức tánh dễ thương, nó biểu lộ những đức tánh hung dữ, ích kỷ. Ví dụ như nó còn nhỏ mà ai tới đồ, tới chơi đồ chơi của nó thì nó lập tức nó giật lại, nó biểu lộ cái tướng giận dữ tức tối của nó. Thật sự mình không có trách con nít, nhưng mà mình để ý, nếu mình quan tâm nó, mình nhìn nó thì mình thấy hình như cái đứa nhỏ này, cái tánh nó có cái phần ích kỷ của người khác, tới của nó mà người khác tới nó không có thích, nó biểu lộ. Cho nên thiện căn thì cũng có gì căn, ác căn. Chữ ác là gì? Nó không có phải là ác độc, nhưng nó có cái nghĩa là những cái căn không lành. Có khi gọi là thiện căn hay là bất thiện căn. Bất thiện căn là những cái, có những người có những cái gốc rễ, có những cái căn
là căn Bồ Đề. Nhưng mà tất cả chúng ta ngồi đây không ai là không có thiện căn Bồ Đề. Bởi vì nếu không có cái thiện căn Bồ Đề đó thì mình sẽ không có mặt ở đây. Pháp Hòa biết có những vị lái xe xa lắm chứ đâu phải ở sát bên đây. Có những vị phải lái xe 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng mới tới đây buổi chiều nay. Mà thậm chí không phải chiều nay mà quý vị đã có ngày hôm qua nữa rồi. Rồi không chừng ngày mai còn chạy xuống Úc Linh nữa. Thành thử ra Pháp Hòa nói như vậy thì Bồ Đề là gì? Bồ Đề là gì mà chúng ta thường nghe nói? Bồ Đề là tiếng Phạn. Tiếng phiên âm ra là giác ngộ. Dịch nghĩa là giác ngộ. Giác ngộ thì là một cái điều mà tất cả chúng ta cần phải có. Tại vì khi chúng ta có giác ngộ thì chúng ta mới đi trọn vẹn con đường mình được. Mà khi mà chúng ta có Bồ Đề đó rồi thì chúng ta phải nuôi dưỡng nó. Cho nên một người mà thí dụ một cái cây mình trồng mà gieo hạt rồi mình thấy nó lú lú được, cái mình nghĩ rằng á, được rồi đó, nó lên vậy là yên tâm rồi đó, rồi mình bỏ phế nó, thì cái cây này chắc chắn sẽ không có thể nào xanh sôi tốt đẹp được. Cho nên tất cả chúng ta cần phải nuôi dưỡng thiện căn Bồ Đề. Bởi vì rễ mà không tưới thì rễ nó sẽ chết. Mà khi rễ nó chết rồi thì cây nó không thể mọc, hoa không thể có, trái không thể kết. Vì vậy mà tại sao mình đi chùa, mình cũng đi chùa, mình cũng tu, nhìn hình thức mình cũng có tu, nhưng mà hình như cái quả mình mọc nó không phải là quả Bồ Đề, mà quả gì, quả lựu. Thứ ra các vị hay chọc mình là cũng Bồ Đề mà thêm cái gai, cho nên Bồ Đề gai. Ai rớ vô mình cũng có vấn đề hết. Cho nên á, muốn giảm bộ, muốn mà tăng trưởng Bồ Đề đó thì chúng ta phải giảm phiền não. Thường nhà Phật hai cái từ Bồ Đề với phiền não. Thế phiền não là khổ mà Bồ Đề thì vui. Vậy thì phiền não là gì? Cái gì bộ phiền não là một cái hiện tượng tâm lý xấu, sai lầm. Nó là một động lực thúc đẩy con người nói bậy, làm bậy và sanh tội lỗi. Pháp Hòa ví dụ như mình nổi phiền não, mình giận, cái bên miệng mình phải nói. Nói không chưa đủ, muốn biểu lộ sự giận thì tai mình phải chỉ. Rồi thậm chí mình nhào tới mình đánh. Cho nên phiền não là một tâm lý xấu. Nó thúc đẩy mình, nó lôi kéo mình, để mình tạo ra vô vàn những cái lỗi lầm khác. Nó là gốc. Nhưng mà nếu giác ngộ mà có thì nó cũng lôi mình, nhưng mà lôi mình tới chỗ thượng. Cho nên hai cái đó là hai cái năng lực. Người mà giác ngộ cái thích đi chùa, thích nghe kinh, thích nghe pháp, thích làm thiện, thì đó, cho nên trong người mà có tỉnh, có giác ngộ thì bao nhiêu cái thiện nó lôi. Mà hãy trong người mà phiền não nó khởi thì bao nhiêu cái bất thiện nó lôi. Phiền não có nhiều tên lắm. Nó có một cái tên gọi là hoặc. Quý vị có nghe chữ hoặc không? Hoặc là gì? Hoặc là những cái sai lạc, những cái lừa dối. Phiền não còn có cái tên nữa là kết. Kết là gì? Kết nghĩa là mình ngưng tụ lại, mình thắt buộc nó, gọi là kết. Phiền não còn có cái tên nữa là triền. Triền nghĩa là trói buộc. Phiền não còn có cái tên là sử. Sử là nó gì? Nó sai mình, nó thôi thúc mình. Ví dụ như trong kinh Sám thường hay dùng cái từ thập triền, thập sử. Thật sự nó hết á. Nó đó. Nhưng mà sở dĩ mới đầu nó trói mình lại thì kêu triền, nó sai mình làm bậy kêu sử, nó cũng là nó thôi. Thí dụ như là giận, mình giận là phiền não phải không?
Rồi bắt đầu cả ngày mình gặp cái người đó mình hầm hực, hầm hực, hầm hực. Ít có người nào mà dấn phần lên cái tắt lửa liền lắm. Người nào mà giỏi lắm cũng phải 5 phút sau. Còn người nào mà không khéo tu đó, không khéo chỉnh là phừng phực cả ngày. Người ta nhìn ta biết liền. Ví dụ như mình gặp cái người đó giận, mình nói trời bữa nay làm gì nhịn mặt quạo dữ vậy, nhìn cái mặt thấy mà ngầu dữ vậy, thôi tôi ra ngoài này tôi làm tôi làm trong đó một hồi tôi bị nẹt lửa. Mình người mình giận lên là người ta thấy. Cho nên khi mà cái đó nó triền mình rồi, nó trói mình rồi thì nó xử mình luôn. Khi mà nó xử mình rồi, nó xử làm sao biết không? Cái người mà khi mà phiền não nó lôi rồi đó, thì quý vị sẽ thấy nè, để cái ly xuống không có dễ thương nữa, để cái bà chén xuống không có dễ thương nữa, úp cái nồi không thấy dễ thương nữa. Thậm chí người ta tới ta hỏi chị bún để đâu chị? Bình thường ở đó đó em. Mà bữa nay sao? Tới bây giờ mà còn hỏi nữa hả? Nghĩa là đi chùa biết bao lâu làm việc chứ tôi, tới bữa nay mà còn hỏi bún nằm đâu hả? Còn không thì nói sao? Thì đi kiếm đi, ai biết ở đâu mà hỏi hoài. Thành thử ra bình thường không phải vậy. Vậy thì chữ phiền não được định nghĩa là gì? Những tâm lý xấu nó dẫn tới những hành động, lời nói lỗi lầm. Cho nên nó là cái gốc. Mà cái người mà có an lạc, có bồ đề thì nó cũng là một tâm lý tốt lành. Thì hễ mà người ta nói tới thì nhẹ nhàng. Cho nên á, trong người chúng ta có mê, có tỉnh, có giác ngộ, có phiền não. Vậy thì mình tu á là để mình tỉnh giác, mình biết cái hột giống nào, cây nào cần tưới chứ đừng tưới mình lung. Mình tưới tầm bậy thì cây kia nó mọc. Cho nên nhiều khi á, mình trồng hoa, tưới hoa mà hoa nó không lên, mà nó lên cỏ không à. Là bởi vì chúng ta không có nhận ra được. Ở trong kinh á, lý do mà chúng ta khởi phiền não là bởi vì chúng ta có một cái gọi là ngã si. Ngã si là gì? Nó là tên gọi của một cái tên khác của một chữ vô minh. Bởi vì chữ si nghĩa là mê lầm. Ngã si nghĩa là cái bản tính mê muội và cho rằng cái ta luôn luôn tồn tại. Thí dụ như mình lầm mình, bây giờ gọi là ngã si nè. Mình nghĩ rằng á, cái gì mình cũng biết, chuyện gì mình cũng giỏi. Hoặc là nhiều khi mình nghĩ á, mình ở đây là sếp, ai vô đây phải dưới sự điều động của mình. Cho nên người nào mình thấy nó hơi có cái mồi mà hơn mình chút thì sao? Phiền não mình khởi. Vì do lý do nào chúng ta có phiền não? Vì chúng ta có một cái gọi là ngã si, cái vô minh, cái si mê về con người của mình, cho nên dễ khởi phiền não. Cái thứ hai mà chúng ta có đó là gì? Đó là ngã kiến. Chữ ngã là gì? Đơn giản là tôi, là cái ta. Mà thật sự ra cái mình gọi là ta không có ta gì cả. Pháp Hòa ví dụ như, Pháp Hòa nói ví dụ ha. Pháp Hòa nói tôi cắm hoa rất giỏi, cho nên cái bình hoa này đẹp là nhờ tôi. Nhưng mà thật sự bây giờ phân tích cái tôi của cái bình hoa này không có. Sở dĩ tôi cắm hoa đẹp là nhờ người, có người trồng hoa để mình lấy hoa mình làm đẹp để build up cái ngã mình. Chứ thử thời bây giờ không có hoa thì mình khoe mình với ai? Cho nên mình mà giỏi cũng nhờ hoa nó làm cho mình giỏi. Rồi bây giờ mình có giỏi cỡ nào đi nữa, có hoa mà không có cái mút để cắm, không có cái bình để cắm, thì cái ta này, ta giỏi này nằm đâu? Vậy thì cái ta giỏi này của mình hay của tất cả các thứ khác mình gom lại mình đắp lên để gọi là cái của mình? Quý vị thấy được cái chỗ đó không? Tôi làm giấy tờ rất giỏi. Tôi làm giấy tờ rất giỏi.
không có giấy, không có tờ, giỏi với ai. Như vậy thì cái tôi mình đó, hay khoe đó, mình mê lầm về cái ngã mình, cho nên mới có chuyện. Cho nên nếu mình thấy rằng á, sở dĩ tôi làm được việc này là tôi rất nhờ những người khác, không có quý vị tôi làm được. Pháp Hòa ví dụ á, Pháp Hòa ở Bắc Cali 3 ngày 2, 3, 4. Nếu suốt 3 ngày tới đây không có những Phật tử ở vùng này trợ duyên cho Pháp Hòa bằng cách là đưa đón, chăm sóc đủ thứ, Pháp Hòa có giỏi gì đi nữa thì nói gì với ai? Có nghe tôi không? Cái này vừa mất điện mà cộng luôn mất hứng. Quý vị cứ tưởng mình là một cây chuối. Quý vị hãy nhìn cây chuối. Quý vị gọi là cây chuối, nhưng mà thật sự ra bây giờ tét từng cái bẻ chuối ra, không tìm được cái gì gọi là cây chuối hết. Sở dĩ nó có được gọi là cây chuối là nó nhờ từng cái bẻ chuối đắp lại để chúng ta gọi là cây chuối. Thì cây chuối này đừng có hòng nghĩ rằng tôi là một cây chuối, và phải nói rằng tôi là từng cái bẻ chuối. Mà theo tôi thấy tôi là từng bẻ chuối thì tôi không là gì hết, mà tôi là tất cả, và tất cả quý vị là tôi. Mà người mà sống được như vậy thì ít có bị phiền não chi phối lắm. Tại vì sao? Vì mình thấy mình nhờ người khác chứ đâu có mình. Một chiếc xe được làm rất ngon lành, rất đẹp mà thiếu có 4 cái bánh à, thì không gọi là chiếc xe hoàn hảo. Một cái gương mặt đẹp cũng nhờ tại vì đủ 2 mắt, mắt 2 mí, nhờ những cái nét đẹp nó mới gọi là mặt đẹp. Thử bây giờ thí dụ một cái gương mặt mà mất đi một con mắt thì không gọi là một gương mặt hoàn hảo. Vậy thì cái mặt này nó không có cái gì cả, chẳng qua nhờ những cái thứ khác đắp vô để được gọi là cái mặt thôi. Cho nên mình là sếp, mình là chủ. Tại sao được gọi là chủ? Tại vì mình ở trong một căn tiệm lớn, rồi mình được có những người vô đóng vai người làm, có người đóng vai người làm và kêu mình ông chủ, bà chủ để mình được làm chủ. Nhưng mình làm chủ tiệm, chủ gì không biết, nhưng mà không có cái chủ nào mà hay cho bằng làm chủ lấy mình. Vì khi mình làm chủ được lấy mình thì mình không có nói sai, không có nói bậy, không có nói những cái điều bất hay. Làm chủ mà nói những điều không đúng thì tự nhiên cái địa, cái giá trị của người chủ đó nó chưa tròn. Ở đây Pháp Hòa ví dụ vậy để cho đại chúng thấy cái gì gọi là ngã si. Ngã si nghĩa là mình si mê lầm về cái mình, mà chính cái lầm mình cho nên tạo phiền não. Trời ơi, quý vị biết không, một tay tôi xây cái này đó. Một tay, trời, hai tay làm cũng không rồi nữa, một tay sao? Thành thử ra cái chữ là một tay tôi xây đó thì nói cho nghe vui vậy thôi, trên hiện tượng vậy thôi, nói vậy thôi. Chứ còn sự thật không có nhiều người tới đây thì không được làm gì hết. Và bây giờ rất đông người giỏi nhưng mà không có ai chế cái này kia, mình xây gì với ai? Cho nên đừng có khởi cái một cái gốc, một cái nguyên do mà làm cho mình có phiền não là do ngã si. Ngã si là mình chấp, mình dính vào cái ngã mình. Si là mê lầm. Cái kế gọi là gì? Ngã kiến. Ngã kiến là sao? Cái thấy sai lầm chấp trước. Ai cũng có cái thấy đó. Người nào cũng có cái thấy, mà hễ thấy trật thì phiền não khởi. Có nhiều khi á, mình nhìn cái người đó, cái là mình định nghĩa, định tên, định những cái tánh tình của người ta. Cho nên một trong những cái làm cho mình phiền não là do cái ngã kiến. Thứ hết là ngã si, kế đến là
Ngã kiến là cái thấy mà mình cho là thấy đúng của mình đó. Chấp vào cái thấy đó. Cái thứ ba là gì? Gọi là ngã mạn. Ngã mạn là cái cái tính tự mãn của mình. Kiêu ngạo là nguyên do của các hành động khinh khi, chèn ép, lộng hành, nó lộ ra cái ngã mạn. Ví dụ như là tôi đẹp hơn cũng là một hình thức ngã mạn. Tôi có tiền hơn là ngã mạn. Tôi khỏe mạnh hơn, tôi quyền thế hơn, cho nên mình đi đến đâu á, mình cũng biểu lộ cái đó và mình lấn lướt người khác. Người khác ta nói coi tướng kìa, khinh người thấy rõ. Thì cái hình thức mình khinh người đó là cái bên ngoài nó lộ ra, từ cái bên trong vô cái ngã mạn nó đẩy mình, nó thúc đẩy mình. Cho con người ai cũng có ngã mạn. Nhưng mà nếu mà mình tu á, là trước hết là mình phải nhận diện ra mình có cái gì. Cũng giống như là ở trong nhà mình á, mình phải biết ở nhà mình có ghế, có đủ chén để mời khách không. Ví dụ như giờ mình có cái tiệc là mình mời 20 người tới ăn, mời tới ăn bún, mà như nhà giờ còn có 10 cái tô à, thì mình phải lo đi mua sắm. Cho nên trong nhà mình biết còn cái gì, cũng giống như mình tu mà mình biết trong tâm mình nó còn những cái gì mà chúng ta cần phải sửa chỉnh lại. Ở đây á, Phật chỉ là người chỉ cho chúng ta thấy những cái gì mà nó build up, nó xây dựng lên cái khổ đau phiền não, rồi tự chúng ta là những người quyết định tiếp tục hay là không tiếp tục. Mình tiếp tục, Phật cũng không khổ. Mình chấm dứt, Phật cũng chẳng vui. Vì Phật là người thấy cái đó, chỉ cho mình. Mình làm được điều đó thì mình hạnh phúc, an vui. Mình không làm được thì khổ đau mình phải chịu. Cho nên nhiều khi mình đi chùa mình nói thôi tu hành mà còn phiền não. Nhưng mà mình có hiểu phiền não là gì? Có nhiều khi có những cái chuyện không phải của mình, nhưng mà mình cũng sao, nhào vô làm anh hùng. Trời ơi, chuyện gì mà tôi không biết, nói tôi nghe để tôi giải quyết cho. Vân vân. Có nhiều khi á, không phải ai chọc mình giận kêu phiền não nữa. Cái chuyện đó không phải, cái điều đó nó không còn làm cho tâm hồn mình an tịnh nữa, đều là một hình thức phiền não hết. Như là cái bình hoa để đây hay là để đây, mà người mà để đây thì người bên này người ta thấy rõ, ta đâu có phiền não đâu. Nhưng mà người nào ngồi ngay trước đây cản không thấy cái ngồi đó, nhiều phiền não lắm. Ai để cái bình bông gì kỳ cục. Bữa hôm mà đi bên giảng ở chỗ, một cái chỗ thì cái ban tổ chức mới để cho qua cái ghế nó hơi thấp mà cái bình bông hơi to. Rồi cái ông, cái chú mà chú ngồi đó, chú ngồi nghe đó 2 buổi rồi mà chú chịu không nổi nữa. Tới ngày thứ 3 chú chạy tới chú nói: thầy ơi thầy, thầy nói với ban tổ chức cho thầy thêm cái gì đó, thầy để dưới thầy ngồi lên cho con coi thầy coi. Pháp Hòa mới nói nếu chú muốn chú nói đi, chứ Pháp Hòa đâu biết gì đâu mà nói. Thì cái phiền não là đôi khi cái chuyện nó rất là đơn giản bình thường, nó không có tội lỗi gì, nhưng mà có những cái nó rất đơn giản nhẹ nhàng phiền não mình, nhưng mà có những cái nó sẽ đi sâu xa hơn, nó dẫn mình tới những cái hệ lụy khổ đau hơn. Cho nên có 4 cái mà chúng ta cần quan tâm: 1 là ngã si, 2 là ngã kiến, 3 là ngã mạn, 4 là ngã ái. Ngã ái là gì? Là ngã ái là tự mê đắm lấy cái thân, cái danh của mình, để rồi mình ganh tị. Ví dụ như người ta nói mình á, ví dụ người ta nói mình là hát hay, trời, bắt đầu á là mình
ngã ái với cái giọng hát của mình. Mà nghe người nào mà hát mà mình tự biết người đó hát hay hơn mình, cái là mình cũng không mấy gì thích. Hay là đã có mình xuất hiện chỗ đó rồi mà còn có người khác nữa, cái mình cũng hơi không vui. Thì những hình thức đó, mà khi mình không vui thì mình có những hành động, những thái độ. Cho nên từ đó bốn cái ngã mà nó xây lên, mà chúng ta thường gọi là, nói chung là tất cả những cái mê lầm về cái ngã của mình. Trong đó ngã si, ngã kiến, ngã mạn và ngã ái. Vì bốn cái đó chính là bốn cái thôi thúc làm cho mình phiền não. Mình mà không bị ngã ái thì không bị ngã si, không bị ngã si cũng bị ngã kiến, không bị ngã kiến là bị ngã mạn. Mà hễ mà bốn cái mà nó nhập lại thì kêu gì? À, ngã núi, ngã sông. Bởi vì mà bốn một cái thì còn lung lay, mà hễ bốn cái nó đập một lượt thì gì? À, ngã quỵ luôn. Là vì chúng ta không thấy được. Cho nên cái người tu á, mình không cần phải tuyên bố với ai, chỉ cần mình hằng ngày á, thỉnh thoảng thí dụ thôi, cái người kia mình cảm thấy là mình hơi ganh với họ, mình hơi tức họ, là tại vì cái lý do nào, có thể họ giỏi hơn mình, họ sao đó, tự mình biết thôi. Thì mình phải tìm cách mình quán để mình làm cho cái đó nó dịu xuống. Thôi thì trong một cộng đồng, mình giỏi có phần, người khác cũng có một phần, mọi người cùng đóng góp thì tự nhiên nó được nhiều phần. Bây giờ cho dù mình có giỏi cỡ nào, mình làm sao mình bao thầu hết nổi. Thôi thì có người làm việc này thì mình làm việc khác. Kỳ này mình làm cái này, nhưng mà giờ kỳ này có người rồi thì mình lui, mình làm việc khác. Không có việc gì mà mình không có phần, và không có việc gì mà người khác không có phần. Bởi vì trong cuộc sống, nếu không có mỗi người đóng góp một việc thì chúng ta không có được một xã hội như thế này. Ví dụ như bây giờ mình có cái microphone, nhưng mà cái microphone này là cần pin, cho nên có người chế ra microphone và có người, có những nhà sản xuất ra pin. Cho nên nhờ như vậy, cho nên hai cái này nó phối hợp lại để cho mọi người sử dụng một cách tiện lợi. Còn vô số những thứ khác đó. Có người, mình là có người bán nước trà, mà nếu không ai trồng trà thì làm sao chúng ta có trà để bán. Chúng không, chúng ta bán cà phê, mình pha cà phê ngon, nhưng mà không có ai trồng cà phê thì pha gì. Thì vậy thì cái người trồng cà phê, mình là người pha cà phê bán, cũng nhờ người trồng cà phê. Nhưng mà người trồng cà phê cũng nhờ mình, tại nhờ mình có pha cà phê ngon, người ta muốn cà phê nhiều, nhờ đó người trồng cà phê mới được cơ hội tiếp tục cái công việc trồng trọt đó. Quán thấy như vậy để mình thấy, ô, mình dẹp đi cái tiểu ngã, mình là một cái tiểu ngã nhỏ để đi đến cái đại đồng. Cho nên tại sao lá cờ Phật giáo đó, năm màu xanh vàng đỏ trắng cam, rồi lại năm màu xanh vàng đỏ trắng cam. Tại sao chế cái lá cờ chi mà năm trên rồi năm dưới như vậy? Năm cái ở trên đó là sự, cái năm cái dưới này là tượng trưng cho tổng hợp. Mà cái gì mà có tổng hợp thì cái đó nó có sức mạnh. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như á, trong một ngôi nhà của mình, mỗi người chỉ cần chịu dẹp bớt cái ngã một chút thôi là yên. Chồng cũng có ngã của chồng, vợ có ngã của vợ, rồi mẹ chồng cũng có cái ngã của mẹ chồng, nàng dâu có ngã nàng dâu, thì thế nào cũng có chuyện. Một cái bữa đó, cái ông hàng xóm á, ông đi làm về ông đói bụng, thì ông mới nói, ông ngồi trên ghế coi tivi, mà ông la bà vợ, có một buổi cơm chiều mà nấu cũng không xong, tôi đi làm về mệt mà tôi phải ngồi chờ như thế này. Thì bà vợ bà mới say ra, bà mới nói, ông đi làm bộ tuấn đi làm hả? Là tôi đi làm về tôi còn làm mỏi cho ông nữa, rồi ông ngồi ăn mà ông còn đợi ăn thôi mà không phụ dọn mà thế này thế kia. Nói tới nô lùi cái ông nói, ờ thôi tôi không ăn nữa, tôi đi. Cái thì bà cũng nói, đi đâu đi khuất cho rồi. Cái ông giác cái ông đi.
Thì khi mà ổng đi được mấy bước thì ổng mới đói bụng quá, ổng định tấp vô nhà hàng xóm, ổng giả bộ ổng kiếm chuyện ổng vô chơi rồi ổng ăn cơm ké. Thì khi mà ổng vô đó thì thấy cả gia đình đang dọn cơm ăn. Thì cái người con dâu á thấy ổng tới mời ổng ăn cơm, thì trong cái sự mà gấp rút đó, lấy thêm chén đó, thì mới lấy chén ra thì lỡ tay rớt chén bể. Cái thì bà má chồng bà nghe tiếng chén bể, bà mới nói ô chà, mẹ xin lỗi con, hồi nãy rửa chén xong rồi lau chén rồi mẹ để hơi cao làm con lấy không tới. Cái thì người con dâu nói dạ không phải đâu mẹ, tại lỗi của con biết cao mà không lượng sức cao của mình. Tức là biết cái chén để trên cao mà mình biết chiều cao của mình cỡ nào mà tại sao mình với. Đó lỗi của con mẹ ạ. À. Cái thì ông chồng cũng bước ra ông nói thôi không phải lỗi của mẹ, không phải lỗi của em, lỗi của anh. Cái tủ này nó cao mà anh chưa kịp đóng cái thang cái ghế để cho cả nhà xài. Ba người xin lỗi nhau hết. Thằng con nó chạy ra nó nói trời ơi thôi xin lỗi nhau hết rồi ngồi vô ăn cơm. Thì cái ông này ông tỉnh. Ông nói trời đất ơi, trong nhà người ta một người làm lỗi mà người khác ra xin lỗi. Con dâu làm bể chén mà mẹ chồng chạy ra xin lỗi con dâu. Tại mẹ lỡ sơ ý, mẹ để cái chén cao quá làm cho con lấy không tới. Rồi người dâu nói dạ không, tại lỗi của con là lỗi sơ ý. Người chồng nói không, lỗi của con là không đóng chưa kịp cái đồ để cho người nhà bước lên. Ông mới ngộ ra một điều rằng con người ai cũng có cái bản ngã. Ngã ái là mình ta xúc phạm tới mình là mình đâu có chịu. Rồi ngã si là mình nghĩ là mình giỏi nè. Ngã kiến là mình thấy cái mà mình thấy là đúng nè, phải không? Rồi ngã mạng là tôi là chồng mà tôi tại sao tôi phải làm điều đó. Cho nên rồi trong cuộc sống của mình mà chỉ cần mà bốn cái ngã này mà nó có thôi là mình khổ đau phiền não cả ngày. Thì cái ông này cũng ngộ ra được cái đó, ông mới nói trời ơi, thì ra mọi sự yên thấm từ một câu xin lỗi. Mà tại sao mình nói được câu xin lỗi? Tại vì mình không có cái ngã. Tôi làm thầy mắc gì tôi phải xin lỗi. Tôi làm mẹ mà tôi tại sao phải xin lỗi. Vân vân. Pháp Hòa có một em nhỏ, Pháp Hòa biết á, cái em nhỏ này nó có cái hay vậy nè. Khi mà nó nghe tiếng ai kêu nó bằng một cái giọng hơi tức, nó chưa biết chuyện gì, hoặc là nó do cái người đó gọi nó lớn tiếng quá, nó có thể nó nghĩ là người đó la nó. Cái câu đầu tiên nó trả lời là, thí dụ như nó tên là Bông đi, mình la lên mình kêu Bông, thì cái tiếng đầu tiên nó nói dạ con xin lỗi. Nó không biết nó làm gì lỗi, nhưng mà nó nghe ai đó kêu nó bằng một cái âm điệu, nó có vẻ nó cảm nhận như người đó đang buồn giận gì nó, thì cái câu đầu tiên của nó là con xin lỗi. Vậy thì cái câu thần chú để mà chúng ta hóa giải những cái muộn phiền trong hàng ngày đó, một trong những câu thần chú đó là gì? Cũng là câu xin lỗi, mà mình hay kêu là sám hối đó. Mình mời ai tới nhà ăn cơm xong, hôm nay nhà con đãi tiệc, con mời hết bà con hai họ tới dùng cơm, con rất là cảm ơn. Và trong khi tiếp đãi quý vị, con có gì sơ sót mong quý vị tha lỗi cho con. Đám cưới xong cũng đứng lên, hôm nay nhà tôi có chuyện vui đám cưới ha, quý vị tới chung vui. Trong quá trình tiếp đãi có điều gì sơ sót mong quý vị tha lỗi cho. Đám tang cũng xin lỗi. Như vậy thì quý vị thấy người Mỹ ở đây họ cũng tập cái tánh đó. Họ đi mà họ đụng mình cái thôi, I'm sorry liền, hoặc là excuse me. Còn nhiều khi mình đụng nhau mà xong bỏ đi cái ta nói trời ơi chị đụng tôi mà sao chị cũng xin lỗi. Chết chưa? Nghĩa là chị chết thì tôi mới xin lỗi. Còn chị còn sợ sợ, chị còn nói được mà sắc gì xin. Cho nên rồi mình mới thấy không? Nhiều khi cũng một câu à mà nó đủ thứ chuyện hết. Rồi thì hôm nay á,
Pháp Hòa về thăm đại chúng. Thì Pháp Hòa muốn thưa cái khởi đầu là sở dĩ chúng ta bao nhiêu những cái thăng trầm trong cuộc sống, từ đời cho đến đạo, nhưng mà bây giờ chúng ta còn vẫn mặc chiếc áo tràng mà vẫn còn đi chùa, vẫn còn lễ Phật, tụng kinh, giữ cái tâm đạo của mình, nghĩa là mình đã từng tưới tẩm thiện căn bồ đề của mình. Điều đó đáng ca ngợi, đáng tán thán, và chúng ta phải cố gắng giữ cái đó để nó không sai đi với cái câu mà chúng ta thường tụng là nguyện cho con tâm bồ đề kiên cố. Câu kế là gì? Chí tu học vững bền. Chỉ cần tâm bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền, thì chừng đó mình mới xa lìa được biển khổ nguồn mê. Người sống trong đời sở dĩ khổ đau là vì bơi trong biển khổ, cập vào bờ mê. Nhưng mà thật sự ra chúng ta có bờ mê, nhưng mà chúng ta cũng có bến bệnh giác. Hồi nhỏ Pháp Hòa có một hình Đức Phật Thích Ca mà Pháp Hòa rất là thích, nhỏ nhỏ chừng gang tay thôi. Ở dưới cái câu đó để bốn chữ, để hai câu chứ, xin lỗi, hai câu: khải ngộ độ mê, đồng về bờ giác. Pháp Hòa cái hình nó dữ lắm, nhỏ nhỏ chừng gang tay, Phật Thích Ca ngồi thiền, ở dưới ta để hai câu. Mà hồi nhỏ mà Pháp Hòa gặp những câu như vậy là nó cứ in trong đầu mình cho đến bây giờ không bao giờ quên. Khải ngộ độ mê, đồng về bờ giác. Vậy thì chúng ta biết rằng trong cuộc sống này có bờ mê nhưng cũng có bến giác, có phiền não nhưng cũng có bồ đề. Vậy thì chúng ta là những người tu, người học Phật, chúng ta biết chúng ta đã có cái tâm bồ đề trong sáng đó, thì chúng ta phải luôn luôn tưới tẩm để cây bồ đề đó nảy mầm xanh lá tốt tươi. Chùa tôi có cội bồ đề, bình an đứng vững chẳng hề lung lay. Chiều thu lá rụng phương này, vàng sân lá đổ cho đầy trang thơ. Cuộc đời thôi hết mộng mơ. Mình nhìn những chiếc lá rơi bất cứ, thì chúng ta cũng hiểu được cái tính chất thay đổi vô thường đó. Nhưng mà cây bồ đề vẫn mãi ở trong sân chùa. Tại sao trong chùa thường trồng cái bồ đề? Bởi vì miếng đất là tượng trưng cho tâm, bồ đề là tượng trưng cho giác ngộ. Đất chùa có cây bồ đề thì đất tâm mình cũng có tâm bồ đề bất biến. Cho nên người Phật tử khi vào chùa Việt Nam, ở Việt Nam nha, đặc biệt là phần lớn là các chùa đều có cây bồ đề ở trong sân chùa hết, để nhắc nhở tất cả mọi người đất là đất tâm, bồ đề là tánh giác. Mà chúng ta luôn luôn phải làm cho cây bồ đề đó xanh tươi, to, khỏe. Có nhiều cây bồ đề to lắm, mình có thể ngồi ở dưới đó, mình ngồi nghỉ mát. Thì cũng như vậy, mình phải làm sao cho cái tâm bồ đề mình mỗi ngày khỏe mạnh được như vậy. Mà muốn được như vậy thì chúng ta phải cần học pháp, rồi tịnh tu mỗi ngày. Muốn thấy được phiền não thì nhận ra được bốn cái: ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái. Thấy được bốn cái này giảm phiền não. Chưa dám nói hết, bệnh mà bớt bệnh là mừng rồi, còn hết bệnh thì chuyện đó rất tốt. Nhưng mà chỉ cần chúng ta có giảm là chúng ta có bình an. Thôi thì hôm nay buổi tối này Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng một đôi điều như vậy. Thấy bốn cái gốc rễ, bốn cái cội nguồn, cái nguyên do để nó đưa ra bao nhiêu phiền não là bốn cái này. Mà bây giờ chúng ta muốn giảm nó thì chúng ta chỉ cần thấy nè: tôi không là gì mà tôi là tất cả. Tại sao? Bởi vì chính tôi thấy tôi không là gì, cho nên á, cái sân nó dơ tôi vẫn quét được. Không có ai hướng dẫn kinh, tôi vẫn lên tụng kinh hướng dẫn đại chúng được. Lát sau tôi chùi nhà cầu được, tôi rửa chén được, việc gì tôi cũng làm được. Tôi không có nghĩ rằng tôi là chức cao, tôi là danh lớn, tôi không làm mấy việc nhỏ này.
Mình có chức cao, có danh lớn, mà mình càng làm việc nhỏ thì chức mình càng cao, danh mình càng lớn. Phải không? Nếu mà mình lớn mà mình làm việc nhỏ nó mới hay. Cho nên á, đối với tất cả những vị Phật tử mà đã tu khá rồi, gặp những ai mà người ta tu chưa giỏi, mà đặc biệt là người nhà mình, có đôi khi mình phiền lắm. Trời ơi, tôi khổ ghê, người đó không tu giống tôi. Ví dụ vậy đó. Pháp Hòa thường hay nói á, mình đã là người chạy bộ thì đâu có ngại gì phải dừng lại đi bộ với người kia. Mình biết chạy thì cái chuyện dừng lại, chậm lại để đi bộ với người kia, chuyện đó không khó đối với mình. Quý vị hiểu được cái ý mà nói vậy đó. Tức là mình là người tu giỏi mà người thân của mình chưa tu giỏi, mà mình đi xa xa thì người ta đâu có theo mình kịp. Thôi lùi lại đi bộ với họ cho vui. Cho nên người ta thường nói, muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi tới chỗ thì hãy đi chung. Đi tới chỗ thì đi chung thì mình cùng ta tới. Cho nên cùng về bờ giác là vậy. Quý vị thấy Bồ Tát Quan Âm lẽ ra thành Phật lâu đời lâu kiếp rồi, mà tại sao người cứ đáo đi đáo lại hoài ở đây vậy? Tại vì mình còn lẫn quẩn đây nè. Mai mình chạy lên Santana, mốt mình về đây, cho nên Ngài cũng rượt theo mình. Ngài cũng đi theo mình mãi mà Ngài chưa chịu làm Phật. Là bởi vì chúng sanh mình cứ trôi nổi trong cái cõi đời này. Cho nên các vị Bồ Tát lẽ ra các ngài có cái chỗ để an hưởng đó, nhưng mà các ngài không làm như vậy. Thì chúng ta cũng học hạnh như vậy. Bất cứ việc làm gì, đừng bao giờ nghĩ rằng một tay mình làm hết. Lúc thật sự nói là nói vậy thôi, nói cho nghe vậy đó, chứ còn không phải cái gì cũng do mình đâu. Ví dụ bây giờ mình viết được cuốn sách hay, cũng phải nhờ cơm, gạo, rau, cải, trà, nước để nuôi dưỡng tinh thần mình, sức khỏe mình mới có ngồi đó mình viết được quyển sách hay. Cho nên nếu mà nhìn cho kỹ, một tác giả viết một quyển sách, một mình họ viết, nói là nói vậy đó, nhưng mà suy nghĩ cho cùng tận thì quyển sách này được sự góp mặt của rất nhiều. Nếu không có cây, không có trời, mưa, nắng thì làm gì có cây nó mọc, rồi làm gì là người ta lấy ra làm giấy để in cái quyển sách của tác giả này. Cho nên mình nhìn kỹ mình thấy rồi, mình trang rãi trong tất cả và tất cả trang rãi trong mình. Thấy được như vậy cái tự nhiên cái tâm mình biết thương yêu tất cả mọi người, mình biết trân trọng tất cả mọi người, và không người nào mình ghét hết, tại vì người nào cũng đều đóng góp ngút ngàn trong cuộc sống này. Chiều hôm nay nội cái bàn giảng này thôi, không có những đóa hoa, không có những tấm vải thì nó không rang cái pháp tòa bàn giảng. Rồi muốn không có những chiếc ghế, không có những cái che, vân vân, thì chúng ta không có một buổi này. Mặc dù cái buổi nói chuyện này sắp xếp mình nói ôi đâu có gì đâu, đơn giản, nhưng mà không phải đơn giản như mình nghĩ, và không phải đang giỡn như mình nghĩ. Quý vị thấy được chỗ đó không? Và thấy được chỗ đó thì chúng ta ráng, chúng ta tập tành, chúng ta học. Khi nào cái gì nó khởi lên là đọc tên nó liền. Ví dụ mình cái chị tin tôi đi, tôi thấy không có sai đâu, tôi nhìn người hay lắm á, nó lạng quạng là tôi biết nó liền. Cái đó nói lên là cái này là ngã kiến. Tôi nè, trời ơi, mấy chục năm lăn lộn rồi, nó không được qua tôi đâu. Thí dụ vậy, nhớ cái đó là thuộc ngã mạn, ngã ái, ngã kiến, và đôi lúc còn ngã si nữa, là mình si mê về cái ngã của mình. Xin cảm ơn đại chúng và chúc quý vị có nhiều sức khỏe, an vui. Có ai viết câu hỏi lên không? Trong khi chờ đợi quý vị viết câu hỏi, hay là ai có chuẩn bị sẵn câu hỏi rồi đó, thì đưa lên. Hiện tại bây giờ ở đây Pháp Hòa cũng có một hai câu đây. Có thời giờ trả lời câu hỏi không? Ở đây có mấy câu đang trên tờ giấy đây. Ở trong này có một câu hỏi là: thưa thầy, chân như có nghĩa là gì? Chân như là một cái từ trong Phật học để nói lên tất cả mọi cái bản chất chân thật của mọi pháp mà không có từ ngữ để diễn đạt.
Pháp Hòa ví dụ, hiện tại đây trên bàn Pháp Hòa có một ly nước, thì Pháp Hòa cầm ly nước lên Pháp Hòa uống. Thì Pháp Hòa uống ly nước này, Pháp Hòa biết được nó nóng lạnh lạc mặn như thế nào là tự Pháp Hòa biết. Pháp Hòa không thể dùng bất từ ngữ nào để diễn tả cho quý vị về ly nước này hết á. Ví dụ Pháp Hòa nói, ồ, cái nước này á, nó lạnh như nước đá, như nước đá chứ không phải nước đá. Cái nước này nó lạc nhách như nước lạnh, như nước lạnh chứ nó cũng chưa phải là nước lạnh. Cho nên có nói như cỡ nào thì cũng không nói được cái chân như. Ai uống tự biết chấm hết, mà không thể dùng ngôn từ để nói. Ví dụ ngay trong giờ phút này đây, có những vị lạnh, có những vị ấm và có những vị mát. Vậy thì cái bản chất của không khí này nó không lạnh, không mát, nóng gì, mà tùy cái người cảm nhận là tự chân như lấy nó. Cho nên cái chân như là gì? Thí dụ mình ăn muối cam nó chua, nó trời ơi, cam gì mà chua như giấm. Giấm đâu phải chanh, đâu phải cam. Tức mình đem mượn cái này kia đến để mình nói cái như của cái đó, mà thật sự mình không nói được cái hương vị thật của cái miếng cam đó. Chỉ có người nào mà cầm miếng cam lên, ăn miếng cam đó rồi tự biết thì miếng cam đó là cam chân như. Còn không ai diễn đạt được nó hết. Ta hỏi mình đi chùa có gì vui không? Dạ vui, tôi thấy có gì đâu vui. Tụng kinh cả buổi rồi ăn chay rồi đại khái vậy. Thì mình vui thì mình mới biết được cái vui đó. Hỏi vui là sao? Không diễn được. Nó không thể, nó không phải là những cái buổi đại nhạc hội. Nó không lại, cái kiểu nào mình nói cũng ra hết. Thôi bây giờ anh đi tới chùa đi, tự anh nếm được cái chân như của cái niềm vui đi chùa. Chứ còn tôi không diễn tả được. Đó, chân như là vậy đó. Bạch Thầy, xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho hàng Phật tử chúng con hiểu rõ như thế nào là hộ pháp. Như thế nào là hộ pháp? Bây giờ Pháp Hòa chỉ nói bốn chữ thôi. Dĩ pháp hộ pháp. Nghĩa là nếu mình muốn hộ pháp thì hãy lấy Phật pháp mà hộ pháp. Không thể lấy cái thế gian mà hộ pháp được. Pháp Hòa ví dụ như mình có cái tâm tốt, muốn làm cho cái ngôi chùa của mình á được người ta thương quý, người ta tới với mình, người ta đại khái là người ta tới chùa, người ta lễ Phật, hoặc là người ta ủng hộ gì đi. Mà người ta phone tới chùa, ta hỏi bác ơi bác, hay chị ơi chị, anh ơi anh gì đó, có thầy trụ trì ở nhà không? Nói dạ không, thầy trụ trì ra ngoài rồi. Người ta mới hỏi vậy chứ chừng nào thầy về, chuyện thầy sao tôi biết. Mình trả lời cái phone vậy thì quý vị nghĩ rằng mình sẽ có Phật tử nữa không? Không. Bây giờ tuy mình không biết nhưng mình cũng sẽ có cách nói. Thì thật sự tôi cũng không biết chừng nào thầy về. Thôi cô làm cảm phiền đạo hữu gọi lại nữa coi sao, chứ giờ tôi thật tình là tôi không biết. Thì cũng là một câu nói. Nhưng mà cái câu nói đó nó chứa đựng có cái người Phật tử có tinh thần Phật pháp. Cho nên cái chữ dĩ pháp, dĩ là lấy, dĩ pháp là lấy pháp để hộ pháp. Chứ còn mình trả lời kiểu nãy là kiểu thế gian, đôi khi thế gian ta không trả lời vậy nữa. Thử thời bây giờ một cái tiệm làm ăn á, mà người ta gọi tới người ta nói chuyện, chị ơi chị có thể cho tôi làm, chị có thể làm cho tôi một cái phần cơm to go không, giờ này bận lắm, bữa khác đi nha. Có khách không? Sao có khách được? Dạ. Cho nên á, người mà muốn hộ pháp thì trước hết phải có Phật pháp thấm trong mình mới hộ pháp được. Cho nên phải có thấm nhuần Phật pháp mới hộ Phật pháp được một cách trường tồn và có bài bản.
Còn mình đem tất cả pháp thế gian vô mình ứng dụng trong chùa là chật hết á. Tại vì thế gian là người ta có thể là ăn miếng trả miếng, ăn đánh trả đánh, còn người Phật Pháp thì không như vậy. Cho nên người Phật tử muốn hộ trì Phật Pháp cho trường tồn tốt đẹp thì người Phật tử phải thấm nhuần giáo Pháp. Bây giờ quý vị thấm bốn câu thôi, bốn điều thôi. Một là bố thí, hai là ái ngữ, ba là lợi hành, bốn là đồng sự. Cái này gọi là tứ nhiếp pháp. Tứ nhiếp pháp tức là bốn điều mà chúng ta chinh phục, thu nhiếp mọi người trở về. Mình chia sẻ gọi là bố thí. Bố thí là mình chia sẻ. Cho nên nhà chùa là chia sẻ gì? Chia sẻ món ăn, chia sẻ giáo pháp, băng giảng kinh điển. Thứ hai là gì? Ái ngữ. Ái ngữ quan trọng lắm. Lời nói phải cho nhẹ nhàng để người ta có thể tiếp nhận được. Ái ngữ đó, như nãy trả lời cái phone vậy là không thuộc ái ngữ đó. Cho nên mình phải có cái bài, mình học thuộc cái bài kệ trả lời phone này. Tiến đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu. Mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thêu. Để cái bài kệ đó ngay cái chỗ nghe điện thoại á. Rồi mỗi lần mà mình bắt cái điện thoại lên là thấy cái bài kệ đó là tự nhắc nhở mình. Nói như thế nào để mình thật sự hộ pháp. Có nhiều khi người ta đem một cái đồ ăn vô chùa, người ta cúng. Thay vì mình cảm ơn, không. Trời ơi sao cúng này hoài vậy? Chùa tùm lum hết trơn nè, chị vô mà coi. Mình nói vậy làm chi? Người ta đã mang tới, người ta cúng rồi. Bây giờ cái tâm lòng của người ta tới cúng rồi, bây giờ mình nhận. Bây giờ mình thí dụ thôi, bây giờ người ta đem cái đó về thì mình cũng dư. Chứ mình đâu có đủ đâu. Thành thử ra dư một chút, thêm cái người đó nữa mà mình không có gì phiền não cả. Chùa không người này hưởng thì người kia. Mình nói những cái câu người ta nghe nó rất là khó chịu. Mà đôi khi mình không có thấm, mình không có nắm được cái đó. Thành thử ra mình nói, ủa sao chùa càng ngày càng vắng? Tại vì cái cách của những người hộ pháp không biết cách hộ. Không biết cách hộ. Chính mình không biết cách hộ cho nên càng ngày càng giảm đi cái những cái người mà người ta có lòng đối với mình. Thôi chắc như vậy tối nay được rồi. Để đại chúng về nghỉ ngơi. Dạ. Hả? Thầy xin mời ngày mai thầy Pháp Hòa còn buổi cuối cùng ở tại miền Bắc Cali này. Đó là Pháp Hòa có một buổi sinh hoạt ở tại Oakland lúc 7 giờ tối ngày mai. Thì chương trình là bắt đầu từ 4-5 giờ chiều vậy đó. Quý vị cũng có thể tới đó sinh hoạt. Hình như có chương trình văn nghệ nữa. Thì mời đại chúng tới tham dự một ngày nữa. A Di Đà Phật. Cảm ơn đại chúng. Thì đại Phật thưa thầy, quý cô chú bác ở đây rất là mong mỏi nghe được giọng hát của thầy là cái gì. Chưa bao giờ thấy hát thầy hát live, cho nên mong thầy tặng cho quý cô chú bác ở đây một câu chúc cầu. A Di Đà Phật. Vậy là Phật, con xin cúng dường đại quý sư và đại chúng một bài cải lương theo lời yêu cầu của đại chúng ha. Thì con xin hát bài Buồn Câu Quê Ngoại. Chiều chiều ra đứng ngõ sau trong về quê ngoài, ruột đau chín chiều. Quê của bà tôi nằm xa chân trời mờ mịt nay, không biết có chờ mong người cháu ngoại muốn quay
Đang ngơ ngẩn nhìn sương, nhìn khói quyển tư bề, lối mòn cũ cỏ lau dày đặc, đường vào làng đã gãy nhịp cầu tre. Tôi ra đi khi quê ngoại còn vui, có hàng cau sai trái, có bờ lúa xanh tươi bên mấy nọc trầu già. Có bóng ngoài tôi đầu bạc như bóng đang lùm cùm trong hành, miệng rầy chó mắng mèo chửi dịch, rồi lại vào nhà lấy thóc cho ăn. Chửi mà thương chứ đâu phải ghét chê, tánh mộc mạc thương con thương nhau. Bóng hình kia còn in trong tâm nào, cho đến ở trọn đời tôi không thể nào phai. Ngoài tôi nhà nhỏ xíu xíu, không nhiều tiền bạc mà nhiều trầu cau. Trải qua mấy cuộc bể dâu, buồn cau héo trái, giường trầu héo dây. Chắc bà cũng muốn gây lại giống trầu cau, để sớm tạo nên tình thắm tươi nồng đượm nghĩa cao trầu. Nhưng khói lửa chưa yên, quê ngoại dần âu sầu. Nếu trồng được cây dây trầu xanh lá, thì cũng không thể nào trồng kịp cây cao. Có trầu mà thiếu trái cao, lạc tình lạc nghĩa lạc màu son tươi. Đường về quê ngoại xa xôi, buồn cao mang nặng tình tôi thương bà.